vậy là phần thi chính cũng đã khép lại và điểm tổng tính đến thời điểm này của 4 thí sinh như sau. Linh Phương đang giữ số điểm là 28,5 điểm. Hiền Trân cùng Quỳnh Như đang giữ số điểm bằng nhau 29 điểm. Và điểm số cao nhất 29,5 đang thuộc về bé Nghi Đình. Phần thi điểm cộng sẽ thực sự có giá trị khi mà các em chỉ còn một cơ hội nữa để ghi điểm trong lòng khán giả và đặc biệt là có được điểm cộng từ ban giám khảo mà thôi. Và chúng ta sẽ cùng đến với phần thi này ngay bây giờ. Và hãy một lần nữa chào đón sự trở lại của bé Linh Phương. Thank you.
xin cảm ơn các Vũ Công. Cảm ơn các bạn. Và chúc mừng Linh Phương nhé. Vậy là con đã hoàn thành phần thi thứ hai của mình rồi. Bây giờ cảm giác của con ra sao? Bây giờ con cảm thấy vui bởi vì đã hoàn thành xong phần thi của mình ạ. Ban giám khảo thấy là ở phần thứ hai này thì Linh Phương đã thể hiện như thế nào ạ? Con xin mời cô Thu Hiền ạ. Tôi đừng chờ đợi đến lần này thì tôi thấy rằng là em đã hoàn thành rất tốt và rất là vững vàng. Và tôi cho đó là một nghệ sĩ tròn trẻ. Cảm ơn bà. Mừng em. Thế còn với chú Quang Linh ạ, thì phần thi thứ hai này so với phần thi đầu tiên của Linh Phương thì chú Quang Linh thích phần thi nào hơn? Tôi nghĩ là Phương cũng chiến lược trong cái đêm thi hôm nay. Dạ. Bắt đầu bạn ấy cho mọi người thấy là một bài hát dân gian đương đại. Và bạn hát theo một kiểu như là cái bài phối mà quý vị đang nghe. Còn ở đây thì đậm màu dân gian hẳn. Và tôi thấy ở phần nào em diễn cũng cực kỳ tốt, tròn trịa. Chuyên nghiệp. Thôi sao em bắn hạt được mà tôi bắn được ta? Răng. Cô chỉ em bắn hạt với. Bắn hạt á? Ngôi tựa lan mã. Ngôi răng là ngôi tựa nhớ bao mây vàng. Thôi đấy là sở trường của mỗi người. Ông Huế một người bắn hạt cho thì chỉ học mà chết luôn à? Tôi bắn hay chứ bắn chí. Bắn hay dễ sợ. Chúc mừng phần diễn xuất sắc của em. Cảm ơn chú ạ. Cảm ơn chú Quang Linh ạ. Còn với cô Cẩm Ly thì phần thứ hai của Linh Phương trong đêm nay như thế nào ạ? Càng ngày cô bắt đầu càng bị cái giọng hát của con nó thu hút cô vô cùng luôn. Người ta nói thường thường các bé nhỏ đó thì cái giọng hát của mình rồi nó qua thời gian nó phải có một cái đoạn mà để nó trưởng thành. Nhưng cô có cảm giác rằng cái giọng của con là nó đã trưởng thành luôn rồi. Nó rất là chững chạc. Nếu mà ở cái đà này con luyện thêm á, cái giọng lúc đó là sẽ hoàn hảo và đẹp vô cùng luôn. Và cô nghĩ rằng nếu con theo nghề này chắc là tương lai cũng rất là sáng lạng. Cảm ơn cô ạ. Cảm ơn ban giám khảo. Chúc mừng con nhé. Cảm ơn cô ạ. Cảm ơn ban giám khảo và quý vị khán giả.